Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, thì qua những cái thời gian nói đạo của tôi trên YouTube, hoặc là quý vị coi qua cái chương trình thuốc, thì chẳng qua người tu theo Phật giáo Hòa Hảo, sau khi biết được cái ý nguyện của con người trong kiếp sống, chúng ta muốn làm tiên Phật là phải đi theo con đường của Phật đã đi. Mà Đức Thầy trước đây thì tâm độ nhất như, có nghĩa là dùng thuốc để trị bệnh, gây nhân duyên lành với người đặng mà họ quay đầu về Phật Pháp. Thì tôi đã có một cái tâm nguyện đó từ lâu và thực hiện thầy thuốc năm 92, năm 82 tới 92 là tôi qua giảng viên. Rồi sau gần đây 10 năm gần đây tôi trở lại, vừa làm giảng viên đi nói đạo và con tu, vừa là thầy thuốc. Bởi vì Đức Thầy đã dùng mọi biện pháp trên thực tế đem lại phước lợi cho toàn thể chúng sanh, đó là thỏa mãn đàn đạo của mình. Cho nên cái thực tế là mình nói đạo là để thương người mình nói, mà thực tế nhất là con người đang bệnh, đang đói, mình đã làm sao cùng chung chia sẻ những nỗi đau khổ của con người bằng cách là mình hy sinh, mình kiếm từ cái cây thuốc làm những viên thuốc, hoặc là mình tận tay săn sóc một bệnh nhân họ đang bị một căn bệnh hoành hành. Như vậy mới thể hiện được cái lòng từ bi mình đối với mọi người. Cho nên hôm nay thì tôi nguyện vọng có một cái nơi cơ nơi rộng để mà điều trị bệnh bà con, rồi chứa người nào bệnh nặng hết bệnh mới cho xuất viện ra về. Nhưng mà cái tài khoản tôi mấy năm nay ước vọng lâu nhưng mà nó không được, để có số vật chất để thực hiện được một cái cơ ngơi để khang trang bà con tới điều trị, thì nghĩ có thể lâu dài được. Thì hôm nay giờ đây thì cái địa chỉ tức là xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Long Xuyên đi vô khoảng 20 km, về ghé mặt tới Kinh Hát, ghé mặt xuống mé sông, ghé trái vô 500 m là tới phòng thuốc Nam Ba Hùng. Thì quý vị bây giờ đến để điều trị trong giây phút rồi về xin thuốc viên, thì hoặc là bấm huyệt đồ này kia đó, thì cái đó tạm. Còn cái vấn đề tới nằm để điều dưỡng để trị bệnh đó, thì quý vị chờ thời gian, nếu trường hợp tôi có một cái số vật chất tài khoản để mình xây dựng cái cơ ngơi đó xong thì tôi sẽ thông báo quý vị sau. Còn giờ trước mắt thì quý vị tới để nhận thuốc hoặc biết bệnh để về thì cái đó tới thì được. Còn cái địa chỉ thì lần nữa thì nó nằm trên một cái đường Long Xuyên vào trong núi Sập, mà gần tới núi Sập thì rẽ mặt xuống dòng sông, vẹo trái vô 500 m thì cái địa điểm. Còn quý vị thấy quay trên YouTube mà nó rộng rãi cái kho thuốc á, chẳng qua là cái kho. Còn cái nhà thuốc thì nó có một cái số giường để bấm huyệt và cái phòng mạch để chẩn đoán vài chục hộp thuốc, thì cái đó nó có. Còn cái nằm để nghỉ ngơi cho nó thoải mái lâu dài thì cái cơ sở nó chưa có được thực hiện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là mày có cái có phước mày vô cái nhà này, rồi bây giờ là cưng mày, cho mày ăn cơm uống sữa, tối mày đi cúng, rồi không có ai đánh đập con. Cho nên vậy mà con ráng tu kiếp này đặng mà là con kiếp sau được làm người thượng nhân, có cơ hội giải thoát. Nói con nghe không? Nam Mô Đà Phật coi, Nam Mô Phật coi. Thấy mặt con hiền ha. Bây giờ là nãy giờ hồi bình thường á là cúng dương bảy cúng ngon lành, bữa nay có quay lên phim ảnh rồi sao con nói không nghe lời nè. Nghe. Nên đây tới là ngoan hơn, hiền hơn, tu ngon hơn. Bữa nào đi mua cái chip về đây đeo gần cổ con là niệm Phật. Niệm Phật tối ngày là nó buộc ngay gần cổ rồi nè. Cho nên là mày chạy đâu đâu đi tối ngày là cũng nhớ niệm Phật là đặng mà là mau vãng sanh. Nghe. Nghe, nói nghe không? Đó. Nghe không? Lu nghe không? Mày nghe không? Nam Mô Đà Phật coi, Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Đó. Chú không phải là ở trong nhà, nhưng mà con có tánh linh, biết người hiền phái á, ở lại là quấn quýt bên chú nha. Nên vậy đó mà giờ là gần cái mặt của con hiền đó là người ta cũng tin tưởng lắm. Là chó này là chó là người chuyển kiếp,
cũng tu quyết liệt nghe nha. Ừ ha, ừ cái coi Nam Mô là Phật, Nam Mô là Phật, gật đầu cái coi thôi. Gán là coi như là tu ngon nha, mặt hiền ha, hiền. Nam Mô là Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị và kính thưa chú Thím Bảy, thì con được biết qua một cái điều lạ là nghe nói đâu chú Thím có nuôi một con chó, và con chó đó điều thứ nhất là nó không có ăn thịt, không ăn cá. Điều thứ hai là mỗi thời công phu của người cư sĩ tại gia, tức là sáng chiều đều nó theo nó đến nó nằm để giống như nó nhiếp tâm để cúng lại. Thì con đến để hỏi qua chú Thím Bảy và nó có thật sự vậy hay không. Và thứ nhất là ở đây là cái khu vực gì hả chú Bảy? Ở đây ấp xã gì chú? Bến Nhất, xã Long Thạnh, huyện Dòng Riền. Huyện Dòng Riền là thuộc về Kiên Giang hả chú? Kiên Giang. Dạ. Thì cái nghe nói vậy là cái con chó đó là mình đem về đây lâu chưa chú? Mình sinh hay sao? Thì trước khi vô cái mục đích thì trước á tôi cũng như người không có ăn chay niệm Phật. Dạ. Mà khi được đồng đạo hướng dẫn đi núi rồi lên núi rồi mới về phát tâm. Dạ. Cho đến nay á thì cũng ăn cơm chay lạc rồi cũng làm từ thiện giúp đỡ cho xã hội. Tới giờ này thì cái gia đình cũng ổn định, không gọi là mình khá giả gì, hàng khá giả cũng là cũng nghèo khó, nhưng mà thấy cái tâm hồn của mình để phát tâm tu tới nay thì cũng ổn định, gia đình này hạnh phúc. Yeah. Con cái học hành tới nơi tới chốn. Yeah. Rồi sau một thời gian á là có thằng con nó làm xã phó, nó cho con, người ta cho nó con chó này nè. Yeah. Đừng ăn thịt, nhưng mà thấy nhỏ quá nó là không ăn, lớn nhỏ quá nó không ăn, để nó đem về nuôi. Yeah. Như vậy thì về nuôi nó, tắm rửa nó rồi nuôi nó, rồi nó thấy gia đình mình cũng là tu phát tâm tu vậy, ngày hai thời lặng lặng công phu vậy để theo lời của thầy. Yeah. Thì sao nó giác ngộ được, con vật nó giác ngộ được, nó tu theo luôn rồi. Yeah. Nó cúng giờ lại ngày hai thời, đó là sự thật. Bây giờ đó, giờ cúng lại là kêu nó ra là nó ra nó. Dạ. Nó thì lại. Mình nói xong chút cái mình kêu nó ra để cho. Yeah. Nó ngồi nó nhiếp tâm nó cúng ha. Dạ. Nó thì từ chỗ đó mà vô chú ba gia đình bây giờ thấy cũng ổn. Yeah. Tu thì cũng tinh tấn để giúp đỡ cho mọi người, người khó khăn theo lời của thầy thì mình nhất tâm theo lời của thầy để mình phụng hành. Cho đến nay thì gia đình ổn. Dạ. Rồi cái con chó đó nó bộ nghe nói nó không có ăn cá hả Thím Bảy? Không, nó không ăn cá, cho cá cái nó hửi hửi nó đi chỗ khác. Rồi tôi để sữa vô với cơm. Rồi nó ăn, nó không phải ăn như người ta, nó ăn không phải từ từ. Yeah. Rồi nó ngồi, mỗi khi mà tôi cúng ổng ra, ổng ra ổng thắp hương trước nha. Rồi tôi chưa ra thì ổng chạy đi kiếm, nó chạy đi kiếm. Chạy. Yeah. Kiếm rồi cái cũng như có con mèo nữa. Cái nó chưa thấy con mèo lại, cái nó đứng, chuyện tôi kể sự thật nha. Yeah. Rồi cái là nó kêu con mèo, nó gứ kêu mèo. Cái mèo chạy ra, đi ra theo. À. Mày đâu bây giờ nói nó nằm tại đó đó kìa. Nói nó. Dạ. Nằm nghe. Đâu, đây. Rồi nằm nghe, rồi cứ tôi thím cái gì nói đi, thím nói đi. À, mà khi mà mình đọc bài cờ nguyện cúng là nó nghe, nó lắng tai nó nghe. Dạ, đây là em Lu. Em Lu là thường ngày là cúng với chú Thím Bảy đó. Phải em Lu. Dạ. Rồi có em mèo nữa hả? Có em mèo nữa. Nhà dạ, có em mèo con nữa. Chó với con mèo. Dạ. Dạ. Rồi chó này được bao nhiêu năm rồi Thím Bảy? Chó khoảng 4 năm à. Tôi vừa mới gặp nó. Tôi vừa mới gặp. Vì là năm trở lại. Dạ, khoảng 5 năm. Quên, nói đâu quên. Dạ. Rồi ngày nào cũng vậy hả? Ngày nào cũng vậy chứ, sáng chiều ngày nào cũng vậy hết. Dạ. Khi mà nhiều khi mà tôi đang cúng nó đi chơi đó, rồi về cái
nó ở ngoài nó chạy vô nó hụt ngay mình cái làm như nó cho mình hay vậy, cho mình hay nó đã về rồi thì nó nằm bên. Dạ, nằm đó. Hay thiệt. Tới thời cúng đêm của tôi 12 giờ đêm đó là tôi không có cần kêu nó đâu, nó nhìn tôi là tôi quát nó là nó đi ra theo mà. Vì nó ngủ nhà không à, nó không có ngủ ngoài sân. Nó ngủ nhà. Dạ. Ngủ nhà tối chặn dặn rồi thì nó ở trong nhà hả, nó sợ bỏ nó ngoài sân lắm. Đêm nào mà bỏ ngoài sân rồi nó gõ cửa thì mà coi, phải nói phải vô nhà. Trước cúng thì tôi cúng ngày bốn thờ mà sau này mình thấy hơi con người thấy nó hơi quải quá rồi thành thử ra bây giờ giãn ra còn hai ngày hai thờ, chứ trước tôi cúng là ngày bốn thờ để 12 giờ trưa rồi 12 giờ trưa đêm. Dạ. Yeah. Bố nó nằm nhà dòm ra, nhưng mà có người ăn, có người lại nhà nó sủa dữ dội lắm à. Yeah. Có người lại nhà mà sủa ở xa ở xa mà ngồi nói chuyện là nó chạy ra trước nó sủa. Sủa chừng nào cái người đó đi thôi. Mà đồng đạo mình chẳng hạn như chú ba nè, lại cho nó mừng quýnh vậy à. Đây chú ba đây. Còn người lạ thì nó cũng sủa nhưng mà nói nó một tiếng thì nó hiểu rồi, nó nói đồng đạo đó thôi vậy được rồi thì nó thôi nó không sủa đâu. Dạ. Mà có sao mà nó khôn cái mình nói nó nghe, mình nói tiếng người không mà, chứ không phải như con chó người ta thì mình kêu cái tiếng cú cú rồi ha. Rồi chó này kêu mê lu cúng lại con cúng rồi cái nằm đó, khi mà nhiều khi mình nguyện trong tâm cái nó không nghe cái nó nằm nó hơi ngủ cái nó, cái tôi đứng lên khi cúng rồi niệm Phật rồi đó, đứng lên cái nó thời cúng lại đã xong rồi cái nó đứng dậy. Đứng dậy đi à. Thương lắm, chó này thương lắm. Rồi nó ăn không ăn thịt cá là lâu chưa? Chàng ơi, nó cũng hơi mà chú ba hô quay phim hình như là người ta nói nó nghĩ cái là bộ bán nó hay gì á, cái nó không ăn. Bỏ ăn, nó không ăn. Cái tôi đang nghĩ với chị Hai ơn này nè, chị Hai nó con à. À, người ta quay phim con là người ta nói là cho người đời tu theo con, chứ người ta đâu, chủ mày đâu có làm gì con đâu mà con phải nghỉ ăn lại. Kêu ăn lại chị Hai bỏ nước bánh hử nó không ăn. Vậy đó hả? Rồi cái một bên đó thì thịt mà cá, một bên thì chén cơ chén sữa, không ăn chén nào, nghỉ ăn luôn. Nghỉ là mấy bữa rồi? Hai ba bữa rồi, bây giờ nó mới ăn hơi lại rồi. Vậy đó hả? Hận hôm cho ăn chút xíu có chú ba thấy nha. Chút xíu để sữa vô cho ăn liếm chút xíu thôi. Nói ăn đi không có sao hết đâu, không có gì đâu. Yeah. Bộ sợ mình bán nó hay gì á, không phải gì nghe. Không biết. Nó nghe. Nặng nghe đó. Mày chỉ nặng nghe. Con này nó khôn dữ không biết nữa. Yeah. Thôi thì bây giờ nếu nói về cái con vật, tại vì tánh linh người vật vẫn đồng, tuy không biết nói nhưng lòng biết nghe. Chắc nó cũng có một cái cơ duyên gì đây với chú thím. Sẵn hôm nay có chú ba giới thiệu. Nhờ chú ba cũng chia sẻ đôi điều tại sao mà cái loài thú mà nó biết được cái đường lối tu hành như mọi con vật khác thì nó đâu có biết tu hành gì. Vậy nhưng đặc biệt là có cái con chó này như chú ba vừa qua có giới thiệu đó, cũng nhờ chú ba quan hỷ chia sẻ đôi điều của nó luân hồi sao mà nó được con chó rồi nó sao mà nó đầu thai vô nhà này giữa chú ba. Theo chú thấy cái chú nghiên cứu của chú ba. Kính thưa chị quý vị, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì hôm nay tôi đến gia đình của chú Thím Bảy đây. Thì chẳng qua là trước đây chú Thím cũng bên Đạo Phật đi chùa. Thì có cơ duyên là đi núi non với tôi Hai Lùng. Rồi lên núi non và anh em trình bày diễn về cái Đạo Phật Giáo Hòa Hảo và tu theo nó là như thế nào. Thì chú Thím phát tâm cách đây 6 năm. Thì coi như chú Thím là rất là chân thật. Trước đây thì lối xóm với Thím Bảy kể là nhậu 3 lít chưa say. Chưa là chưa ngã ngang, ngã ngửa là chưa về nhà. Yeah. Mà là nói chung xứ này ai cũng ngán ổng là nhậu có tiếng. Nhưng mà sau khi về vấn đề đi núi non là về là dứt bỏ cái một rượu chè là ăn mặn này kia dẹp hết. Yeah. Tu thời gian thì vấn đề cũng còn nuôi gà vịt heo đầy đàn đầy đóng hết. Tôi tới nhà nói chung lưới văn khắp nơi. Yeah. Tôi cũng nói vấn đề tu hành rồi mà còn cầm tù với sát sanh quá này kia. Chú Thím cũng ý thức rồi dẹp ba cái vụ nuôi này kia rồi an phận sống với vài con ruộng với 100 gốc dừa.
Từ ngày tu tới giờ thì hai vợ chồng có nghĩa là không vất vả như ngày xưa, rồi sống cuộc đời an nhàn nữa là tu niệm, rồi may là có thằng con nó đi làm lính xa đội, Thơm thì đi công tác ở trong vùng sâu, con bà kia đem chó này lại cho anh em ăn thịt vì nó bệnh sào mâu, rồi thằng con của chú Thiếm mới thấy vậy, chú Thiếm mới săn sóc tắm rửa nó giống như là chăm sóc đứa con. Rồi qua cái tình cảm đó, con chó nó thấy rằng nó là con chó, nhưng chẳng qua kiếp trước nó cũng người đầu thai trở lại đây hay gì đây, cho nên nó thoát chết được sống trong gia đình có đạo. Từ đó con chó nó làm như ý thức được cái cuộc đời, cái thanh phận của nó, rồi bắt đầu nó cúng lại sớm chiều với chú Thiếm. Thì hôm nay thì mấy em mới về đây nhằm mục đích là đưa lên phim ảnh là để giác ngộ trần gian. Tất cả chúng ta được đầu thai làm người, chẳng qua là căn phước của chúng ta hơi lớn, mà con vật sở dĩ nó đầu thai làm vật là tại vì cái phước nó nhỏ, cái tội nó nhiều. Mà chẳng qua con vật với con người là chẳng qua là luân chuyển thôi. Đức Thầy nó chuyển luân trong nhân vật các loài, các bờ ấp là điều dễ dọn. Mình nếu làm người mà làm tội ác thì đầu thai làm vật, một xuống địa ngục làm ngạ quỷ. Còn cái vấn đề chúng ta sau khi con vật nó đầu thai làm vật, trả hết cái quả báo luân hồi thì nó được chuyển kiếp làm người. Cho nên vì vậy mà chẳng qua người vật là luân chuyển. Hôm nay con vật này tôi suy nghĩ nó cũng là con người luân chuyển trở lại đây. Thì chẳng nếu nói gì vấn đề con vật mà hôm nay biết tu là tại vì Đức Thầy là một vị Phật ra đời với thế kỷ 21, là một tiếng chuông đánh chấn động đạn gian, một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Thì Đức Thầy với sứ mạng lâm thầm không phải là độ con người không, mà Đức Thầy đã xác định và kể từ đây chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mơ đồ giúp cuộc luân hồi, hoặc là dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện muộn hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Như vậy thì Thầy có sứ mạng độ luôn súc sanh luôn. Như vậy thì cách đây hơn 100 năm thì Đức Phật Thầy Thái An ở tại Thái Sơn, là có một đêm nọ thì Ngài kêu đệ tử may sẵn cái xé vải đỏ. Thì một đêm nọ thì Đức Phật tụng kinh công phu xong thì mấy con thú rừng cọp beo rồi này kia nó đến, nó Ngài buộc vải đỏ cho nó rồi nó nhảy ra rồi tới con khác. Như vậy là chính Phật Thầy đã quy y cho cái vùng thú dữ hung ở cái vùng bảy núi. Thì hôm nay từ ngày đó tới giờ bà con mình thấy là cái vùng núi non bây giờ không thấy thú vật xuất hiện để ăn thịt người, và cái vùng sông cái bây giờ mình cũng không thấy sấu nổi lên để ăn thịt người ta. Và bây giờ mình cũng nghe ở đầu trên xuống dưới thì lâu lâu thì có những cái hiện tượng là con vật nó biết cái này biết cái kia, cũng như điển hình hôm dài cũng có lên clip là con khỉ nó biết nói tiếng người, hoặc là con chó nó gieo cái giọng là bắp hôn hoặc là bánh bò hôn. Thì con chó đó không đặc biệt như con chó này như ngày hôm nay, như nãy giờ chú Thiên Bảy kể đó, con chó này thì đặc biệt của nó là cho thịt cá không ăn mà ăn tương, ăn sữa với cơm, uống nước sữa rồi kia thì uống, và không ra ngoài đồng bắt chuột, cũng không ngủ ban đêm, cũng không phải ngủ ngoài đường. Khách lạ tới là có sủa, nhưng mà sủa là để biểu hiện là để giữ nhà tiếp chủ nhà, nhưng mà khi chủ nhà ra nói đây là người thân hoặc đồng đạo thì con chó ngoan ngoãn đi vào nhà, hoặc là lại là quấn quýt bên cái người khách, nhất là người tu. Như tôi thì đến đây vài lần thì khi nghe tôi tới nó mừng, rồi tôi đang ngồi trên võng nó cũng leo lên trên võng với tôi, rồi nó chui vô mình tôi, nó âu yếm và nó nghĩ rằng là nó rất mến chiếu người hiền. Như vậy thì qua cái clip này tôi mong rằng đây là những cái chuyện Đức Phật vô lượng kiếp Ngài cũng đã nói rằng tất cả muôn loài vạn vật trên cõi đời này chẳng qua là chúng ta là luân chuyển đầu thai tới lui thôi, chừng nào chúng ta thành Phật thì mới ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Như vậy thì con chó này tôi nghĩ rằng trong gia đình không kêu là con chó, mà nó là kêu cái tên nó là Lu Lu. Vì vậy mà từ cái ngày nó biết tu tới giờ thì trong nhà cũng gọi nó là Lu Lu, tức là cái giống như tên con người. Mà bây giờ nó biết cúng lại sớm chiều và nó rất ngoan hiền, tôi tin chắc rằng
tới cái kỳ Long Hoa Đan sắp tới, khi Đức Thầy trở về thì tất cả dòng tiên phật mau quyến xuất sanh mà biết niệm Phật, biết ăn chay và biết cúng lại, biết hiến hướng diện lành, thì tôi tin chắc rằng là trong cái ngày Long Hoa Đại Hội sắp tới Đức Thầy trở về thì con vật này nó cũng được chuyển kiếp làm người để nó sống đời cũng như mình vậy. Thì tôi cũng xin dạ trao đổi với anh em ở trên cái YouTube này, nếu ai có coi qua cái clip này thì cũng bà con cũng cố gắng tu để chúng ta sớm đến cái gặp Đức Thầy trong Long Hoa Hội, hoặc là chúng ta sớm được về cõi Phật để chúng ta chuyển làm Phật, là có cái cơ hội để cứu muôn loài vạn vật, trong đó có chúng sinh, là đồng giải thoát để thể hiện cái lòng từ bi bác ái cao thượng như đạo Phật. Và đạo Phật giáo là nơi cứu khổ độ chúng sanh, không có một ai lòng thương yêu tất cả muôn loài và không hề thấy một ai khổ trần. Như vậy thì cái câu nói là thương tất độ tất cả chúng sanh, trong đó có sinh vật, nên vậy mà hôm nay đối với cái lời tôi chia sẻ đôi điều, cầu mong rằng tất cả đồng tu, đồng dự hội và đồng giải thoát giảng sanh. Dạ, xong rồi chú. Rồi thưa quý vị, vừa qua chú Ba cũng có chia sẻ về vấn đề thú vật nó có một cái tánh linh. Tại vì Đức Thầy cho biết là Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thăng nhẹ tách đàn mây, trầm luân quan nghiệt càng gây thêm hoài. Tức là con người và con vật thì tánh linh nó vẫn đồng với nhau, nhưng mình có phước thì đầu thai làm người. Nó chạy vô nè. Rồi. Rồi chạy vô. Dạ. Dạ như là Phật. Chiếu lại xích đằng này nè. Rồi vậy đó. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thưa quý vị, nó đang mỗi khi chú thím cúng là nó cũng rồi. Nào. Đi quả này quay, ha quay luôn ha. Ờ lỡ quay phim ha. Đây là quý vị, con lu này là lu biết cúng nha, lu biết tu nha. Ờ đứng đàng hoàng nó chụp hình cái lu 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 đây nè. Ờ rồi đó, vậy đó đi đằng đó đó, lại đó ngồi đi, lại đó ngồi đi, lại đó đi. Ờ chào xin quay phim chúc nghe lu nhìn đây ngay kìa con. Đây chúc cúng đồ đàng hoàng nha, nằm cúng đồ. Nó nằm cúng thì cúng thì mà nó có cái là nó chưa biết lại thôi. Dạ, nó chưa biết lại ha. Nó hôn mà đi cúng là nó lua, đi cúng là nó chạy te te ra nằm chờ đó. Dạ. Ăn là ăn ra, ăn không phải ăn là ăn chay xong rồi ăn. Ăn từ từ. Ăn chay. Ăn chay mà không có bữa nào mà không có nước tương thì phải trộn sữa. Vậy hả? Dạ. Rồi thịt cá thì thịt cá trộn vô nó hử nó đi à. Dạ. Lạ ha, chứ chó người ta dễ vậy. Dễ gì phải. Chó người ta là thịt cá là món bén nhất rồi. Món khẩu vị của nó mà. Dạ. Đây.